Giá lúa gạo hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2023, giá lúa gạo duy trì ổn định. Trong đó, với lúa, tại khu vực An Giang, nếp An Giang, khô, ở mức 9.100, 9.200 đồng 1 kg, nếp Long An, khô, duy trì 9.200, 9.300 đồng 1 kg, lúa tươi IR 50.404 dao động trong khoảng 7.600, 7.800 đồng 1 kg, lúa đài thơm 8 tươi 7.800.

tuy nhiên vẫn giữ giá ở mức cao theo hướng có lợi hơn cho người nông dân. Với mặt hàng gạo, ghi nhận thị trường nội địa hôm nay duy trì mức giá khá ổn định. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 11 750, 11 850, gạo thành phẩm IR504 ở mức 13 800, 13 900 đồng, kg. Tương tự, giá phụ phẩm cũng ổn định. Theo đó, Giá tấm IR504 ở mức 11, 800, 11, 900 đồng, kg. Giá cám khô dao động 6.400, 6.600 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo tẻ thường ở mức 12.000, 14.000 đồng 1 kg. Gạo trắng thông dụng 16.000 đồng 1 kg. Gạo nàng nhen 23.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài 18.000, 20.000 đồng 1 kg. Gạo thơm jasmine 15.500. 17.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 19.500 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 19.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 16.000, 17.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái 18.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu giảm về mức 613, 617 đô la Mỹ một tấn với gạo 5% tấm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, mức giá này giảm nhẹ 5 đô la Mỹ một tấn so với phiên giao dịch ngày 19 tháng 9. Giá gạo loại 25% tấm cũng duy trì ở mức 603, 607 đô la Mỹ một tấn.